Thưa quý vị, chắc, chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ cách đây vài tuần thì chúng tôi đã có thông tin về việc Bộ Công an phát hiện ra chất ma túy mới trong thuốc lào và thuốc lá điện tử. Và rất có thể là những nạn nhân đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Một bệnh nhân 41 tuổi ở Hà Nội hút thuốc lào tại quán nước vỉa hè bỗng nhiên bị co giật, bất tỉnh và tím tái, vừa phải vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Người đàn ông được người dân xung quanh phát hiện đưa đến trung tâm chống động bệnh viện Bạch Mai ngày 7 tháng 5. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc cỏ Mỹ, cũng giống như những bệnh nhân ngộ độc ma túy tổng hợp khác. Người đàn ông này có biểu hiện kích thích, co giật, hôn mê, tụt huyết áp, hạ nhịp tim và tăng thân nhiệt. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày nào trung tâm cũng tiếp nhận bệnh viện bệnh nhân ngộ độc ma túy với nhiều loại phức tạp. Ngoài người đàn ông bị ngộ độc cỏ Mỹ khi hút thuốc lào, trung tâm đang điều trị cho 4 bệnh nhân ngộ độc khí cười. Một số người kèm theo những biến chứng nặng phức tạp như suy đa phủ tạng, có rối loạn đông máu, suy tận, và suy tim. Thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyên thì hiện thị trường xuất hiện quá nhiều loại ma túy và mỗi nhóm thì gồm hàng chục chất khác nhau nên việc chẩn đoán và phát hiện khi có ngộ độc chất ma túy là rất khó khăn. Bệnh nhân phần lớn là người trẻ sử dụng các loại gây nghiện như là amphetamin và các chất cùng loại như là cỏ mỹ, lá cát hay là cần sa. Và trước đây thì bệnh nhân nhập viện liên quan đến ma túy đá chủ yếu là bị loạn thần hay là ảo giác, kích thích, không ghi nhận tử vong. Hiện nay thì các bệnh nhân vào viện thì thường nặng hơn, có dấu hiệu hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp và đe dọa đến tính mạng. Và đa phần bệnh nhân không hợp tác điều trị với nhân viên y tế và thậm chí có người còn mà mang dao đến để mà đe dọa các vị bác sĩ nữa.